không vượt qua thất bại. Thất bại là chuyện thường tình. Có mấy ai trong đời chưa từng thất bại? Nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi. Những người thành đạt nhất thường chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Điều quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau vấp ngã, đừng cứ nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận. Bạn đang đợi ai đến giang tay cứu giúp đây? Cuộc đời bạn là do chính bạn quyết định, đi con đường nào cũng là do chính bạn chọn. Nếu không biết đứng dậy sau khi vấp ngã thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn. 2. Không nhìn thấu chính mình. Không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự náo nhiệt vô vị, chính là những nỗi khổ lớn của đời người. Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất, thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình vốn là điều khó khăn nhất. Trong những bão giông cuộc đời, có nhiều điều khiến bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình, không nhìn thấy được bản thân đang lạc vào một vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương sau mỗi lần tranh đấu, không thấy nơi yên bình phía sau sự phồn hoa tấp nập. Bạn cũng không thể nhìn thấy đường về sau cả một kiếp nhân sinh mỏi mòn, mệt mỏi, không thấy được niềm vui sau những nỗi buồn, không thấy được tấm chân tình giữa biển người xa lạ bao la. 3. Tiếc nuối quá khứ. Nếu cứ mãi miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng, thì cả đời ta sẽ dằn vặt không yên. Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói, luyến tiếc những điều chưa thể làm, dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, dù tất cả chỉ là hư vinh. Sống trong luyến tiếc, cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là một cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu quá khứ nghĩa là còn sống một ngày dây dứt. Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn. 4. Không biết buông bỏ. Không buông bỏ được những người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, cũng giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vạn dặm vậy. Thật khổ, thật mệt. Buông bỏ ở đây không chỉ là buông bỏ vật chất, bạc tiền, mà còn là buông bỏ cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình. Buông bỏ cũng là cách Phật dạy để con người có thể rũ sạch trần ai, trở về với bản tính thuần hậu, lương thiện nhất của mình. Như đã nói, không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường vạn dặm mà lưng vẫn cố cõng cả một tảng đá nặng. Làm sao bạn có thể đi đến đích cuộc đời nếu cứ chấp nhất, cứ đem những gánh nặng, những ràng buộc kia? Cuộc đời không là bể khổ, chính ta tạo khổ cho mình. Chỉ khi cái nhìn đổi chỗ, tâm hồn rạng ánh quang minh.
Bài viết số 54. Nếu mất đi. Nếu đánh mất đi nhiệt tâm, con người trở nên lạnh nhạt. Năm tháng đi trôi âm thầm, một ngày một đời không khác. Nếu đánh mất đi trọng tâm, bước chân con người nghiêng ngả. Sống trong cõi đời thăng trầm, thiếu chỗ tựa nương buồn bã. Nếu đánh mất đi thành tâm, con người dễ cùng giả dối. Đằng sau dáng vẻ ân cần, thường đã ươm mầm phản bội. Nếu đánh mất đi nhân tâm, con người sát bên tàn nhẫn. Từ đồng loại đến hạ cầm, ra tay chẳng hề ân hận. Nếu đánh mất đi lương tâm, con người vô cùng nguy hiểm. Đạp trên lẽ phải mà đi, bỏ mặc lương tri hành kiểm. Nếu đánh mất đi tự tâm, con người biến thành vô cảm. Niềm đau nỗi khổ tha nhân, một tia mắt nhìn lãnh đạm. Nếu đánh mất đi tín tâm, con người hoài nghi thất vọng. Đóng cửa sống trong âm thầm, cho thế nhân toàn hư hỏng. Nếu đánh mất đi chuyên tâm, con người sống không mục đích. Khi thế này lúc thế kia, khó thể là người hữu ích. Nếu đánh mất đi quyết tâm, con người sống trong giả dười. Cứ lưỡng lự rồi phân vân, không bước chân làm sao tới. Nếu đánh mất đi chân tâm, con người u mê điên đạo. Tự mình xây ngục giam cầm, không biết đâu là lẽ đạo. Mất tâm, đời liền chao đảo. Thiếu tâm, phiền não trùng vây. Biết tâm, trở về sống với bao nhiêu màu nhiệm hiển bày. Bài viết số 55. Khoảng lặng đầu ngày. Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách vậy. Có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau thì cuốn sách chẳng có gì thú vị cả. Phải có trang này, trang kia thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Trải qua đau khổ, ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Cuộc đời gặp gỡ hay ly tan đều là nhân duyên. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện. Vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho tha nhân. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng bất an. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, mà luôn có sự bù trừ. Nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh rốt cuộc chỉ có 2 phút rưỡi thời gian. 1 phút để mỉm cười, 1 phút để thở dài, và nửa phút để thương yêu. Đời người không dài không ngắn, đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy buông tay. Có một số người ta quên không được là do không nợ. Một số khác ta nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp.
Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn hãy cứ vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Đừng khóc thương quá khứ, buổi ấy đã xa rồi. Đừng thấp thỏm ngày mai, tương lai còn sương khói. Từng phút giây mỗi mới, đừng lỗi hẹn hôm nay. Khéo sống bây giờ đây, đông đầy hoa hạnh. Bài viết số 56. Ẩn trong nhau. Bài thơ này có dùng một số từ tiếng Anh như believe, tin tưởng, lie, lừa dối, lover, người yêu, over, kết thúc, friend, bạn bè, end, kết thúc, wife, vợ, if, nếu, mom, mẹ. Này em, trong chữ believe, chữ lại chen giữa nằm ì, thấy không? Chớ tin vội chuyện viễn vông, xa vào bóng tối mênh mông mịt mờ. Em ơi, trong chữ love, nó nhưng cái chữ over đó em. Tình phai dù mãi gọi tên, người ta vẫn bước qua thềm lãng quên. Bạn ơi, trong một chữ friend, ba mẫu tự cuối vẫn end phũ phàng. Khi trong nghịch cảnh tai nạn, mới hay ai thật đá vàng với ai. Anh ơi, có thấy chữ wife ở giữa là if, nếu mai vẫn là. Vợ anh chẳng của người ta, vậy mà một chút hở ra mất liền. Trong chữ nghĩa đựng nỗi niềm, vô thường thẩm thấu bình yên tâm hồn. Mời em nhìn lại chữ mong, vắng em mẹ vẫn cứ ôm em hoài. Dù tha hương sống bên ngoài, tình thương mẹ vẫn trải dài phía em. Tình nào mới thật tình bền, ba tình trên đó gập ghềnh lắc lây. Em ơi, thức tỉnh chớ say, vòng tay của mẹ tháng ngày cho em. Bài viết số 57. Xin sống nửa đời về sau. Một, nửa đời về sau hãy học được cách trầm tĩnh. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, ta đừng tranh luận. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Hai, nửa đời về sau hãy học cách cúi mình. Bạn bất đồng ý kiến với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Bạn có thể làm công việc nhà nào đó như lau nhà, giặt giũ. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống. 3. Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Không có cơ hội nào lặp lại. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Có khi do duyên, do nghiệp đã thôi thúc khiến mình đã chọn lựa và gắn bó với những gì mình đã chọn. 4. Nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Sống đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Hãy biết cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, nhận ra niềm vui của vận động, cùng bạn bè vui vẻ chuyện trò. 5. Nửa đời về sau,
hãy trở nên bình thản. Con người đến độ tuổi nào đó tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Không quan trọng đời sống vật chất của ta dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản chính là ta đang sống một cuộc đời hạnh phúc. Sống nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững, điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn nặng nề phiền não. Tạm nửa đời về sau, hãy thỉnh thoảng buông xả bản thân. Mỗi ngày ăn trái cây, rau quả, thực phẩm lành mạnh. Đừng cố thỏa mãn những thèm muốn ăn uống, vì thân thể phì nhiêu trong tuổi xế chiều thì ta sẽ đi đứng nặng nhọc biết bao nhiêu. Tuy nhiên, cũng không nên quá gò ép bản thân mình trong chuyện ăn uống. Thưởng thức mọi hương vị của cuộc sống trong sự chừng mực, ta sẽ thấy tâm hồn và thể xác thanh tao hơn. Tạm nửa đời về sau, hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên hãy thường xuyên chúc phúc cho bạn bè, con cháu của mình, thậm chí với cả người xa lạ, ta cũng đừng tiếc một lời chúc phúc. Khi bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được dâng lên trong lòng giàu dạt những niềm vui. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thành thơi. Bài viết số 58. Sống với nhau. Lần nọ một người hỏi đất: đất sống với nhau thế nào? Chúng tôi bao hàm chấp nhận, tô bồi xây đắp cho nhau. Lần kia người hỏi rừng cây: cây sống làm sao với bạn? Chúng tôi vui mọc sum vầy, chở che nhau cùng hoạn nạn. Người hỏi mây trời phiêu lạc: thế nào bay lượn cùng nhau? Chúng tôi lòng không giới hạn, tan vào nhau thuở ban đầu. Rồi người hỏi thầm lá cỏ: chung sống bạn bè ra sao? Mặt đất đang xen nương tựa, chia từng sương nắng gửi trao. Hỏi dòng sông xuôi năm tháng: thế nào nước nhịp nhàng trôi? Chúng tôi quyện hòa nhau chảy, dù khi sóng dập gió dội. Rồi người gạn hỏi từng người: với nhau thế nào ta sống? Không ai một tiếng trả lời, những pho tượng cười di động. Đời còn dẫm nhau mà sống, người còn nặng những niềm riêng. Vì ngỡ kiếp đời miên viễn, tình người đạo đức xô nghiêng. Người về thương người nhỏ lệ, cuối mình lạy khắp thiên nhiên. Bài viết số 59. Ai đang giữ chìa khóa niềm vui của bạn? Phóng viên nổi tiếng Sydney Harris và một người bạn dừng chân mua tạp chí ở một quầy bán báo. Mua xong, người bạn rất lịch sự nói lời cảm ơn, nhưng người chủ quầy báo mặt lạnh như tiền, không thèm mở miệng đáp lại một tiếng.
Hai người rời quầy bar, tiếp tục đi về phía trước. Sydney Harris hỏi bạn: ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không? Cứ tối đến là anh ta lại như vậy. Người bạn đáp lại: vậy sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ? Sydney Harris hỏi tiếp: tại sao tôi phải để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ? Người bạn trả lời: trong tâm mỗi người luôn có một chiếc chìa khóa của niềm vui, nhưng nhiều người đã không biết tự nắm giữ nó mà đem trao nó cho người khác. Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: tôi sống rất buồn khổ vì chồng tôi thường vắng nhà. Cô ấy đã đặt chìa khóa niềm vui của mình vào tay chồng. Một người mẹ nói: con trai tôi không biết nghe lời, khiến tôi thường xuyên nổi giận. Bà đã trao chìa khóa niềm vui của mình vào tay con trai. Một người trung niên thở dài: sếp không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi sa sút. Anh ta đã nhét chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình vào tay vị ông chủ kia. Bà cụ kia than thở: còn dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ. Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên: thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét. Những người này đều có một quyết định giống như nhau, đó là để người khác chế ngự tình cảm của mình. Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần của chúng ta có cảm giác mình là người bị hại, không biết làm gì ngoài trách móc và căm giận người kia. Đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Khi trách móc người khác, ta truyền đi thông điệp: tôi khổ như vậy là do anh, do chị, do con. Và anh, chị, con phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này của tôi. Lúc đó, chúng ta phó thác cho những người khác trọng trách phải làm ta vui. Chúng ta dường như thừa nhận rằng mình không có khả năng làm chủ mình, mà chỉ có thể nhờ ai đó sắp đặt và chi phối. Những người như vậy thường khiến nhiều người không muốn tiếp xúc, gần gũi. Lý do đơn giản là bởi khi nhìn thấy họ, mọi người chỉ thấy toàn sự trách móc, giận hờn. Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình thì sẽ không đợi chờ người khác làm cho mình vui, mà ngược lại, họ còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tinh thần người đó ổn định, biết tự chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác, biết làm chủ xúc cảm và biết tự tạo ra niềm vui, biết giữ gìn niềm vui cho chính mình. Thế nên, người đó luôn thảnh thơi, vui vẻ trong công việc lẫn cuộc sống, không bị áp lực từ người khác. Chiếc chìa khóa niềm vui của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Vậy hãy nhanh lấy lại bạn nhé. Có đôi lúc mãi lo tìm chìa khóa, trong túi chìa vẫn đó lại không hay. Hãy ngồi xuống lặng yên và nhận biết mặt trời hẳn sau lớp lớp mây bay. Bài viết số 60. Đôi khi, đôi khi cần biết dại khờ để lòng thanh thản một giờ bình an. Đôi khi cần bỏ tính toán để bờ môi đó thênh thang nụ cười. Đôi khi chính bỏ làm mười để thôi câm nín một lời trao nhau. Đôi khi thấu hiểu niềm đâu để thôi phán xét những câu tuyệt tình. Đôi khi biết dở trang kinh để tìm thấy lại an bình nội tâm. Đôi khi biết sống lặng thầm để nhìn tỉnh thức thâm trầm nở hoa. Đôi khi cần biết lỗi ta để lòng độ lượng thứ tha lỗi người. Đôi khi ngước mắt nhìn trời để hồn khoáng đạt rạng ngời năm xuân. Đôi khi cần biết dửng dưng trước bao cám dỗ
trói chân khổ đời. Đôi khi cần biết buông lơi để nghe hơi thở là nơi dịu dàng. Đôi khi nhặt, đôi khi khoan, để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau. Đôi khi nhớ lúc ban đầu để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ để cho nghĩa sống bay chừ lên môi. Đôi khi biết lặng cái tôi để đây với đó xa xôi lại gần. Đôi khi đạm bạc thanh bần, đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh. Đôi khi chu mỏ tu hành, biết đời hơn thiệt đua tranh mãi đời. Đôi khi ngồi giống Phật ngồi, như như bất động nụ cười thiên thu. Để ngày nào chức phàm phu mở toan cánh cửa chân như bước về. Bài viết số 61, 12 phép thực tập sống thương yêu. 1. Nói năng mà không buộc tội. 2. Lắng nghe với tâm không thành kiến. 3. Lắng nghe không ngắt lời. 4. Trả lời chứ không trả miếng. 5. Cho mà không xem thường kẻ nhận. 6. Nhận lành mà không vâng ân. 7. Chia sẻ mà không khoa trương. 8. Hiểu người mà không rao bán. 9. Thưởng thức mà không chê bai. 10. Tha thứ rồi thì sẽ không để bụng. 11. Cầu nguyện mà không tham cầu. 12. Thương yêu và không dối gian. Một ngày tỉnh thức nhân gian, hơn nghìn năm sống mơ màng mộng say. Xoay mình chấp lại đôi tay, vạn duyên buông xuống từ nay đã về. Bài viết số 62, sống đời ý nghĩa. Hãy giúp đi nếu có thể, đừng đề hà cân nhắc thiệt hơn, cũng đừng mong ai đó trả ơn. Đời ý nghĩa khi làm thiện nguyện. Hãy cứ cho đi đừng tiếc rẻ, mai ta về chẳng thể mang theo. Thế gian biết bao kẻ khó nghèo, đời ý nghĩa là khi cống hiến. Hãy cứ thương đi dù ai ghét, dù ai ganh bôi bác thị phi. Thói đời vẫn vậy chấp mà chi, đời ý nghĩa là khi tha thứ. Hãy chia nhau những gì mình biết, đừng khư khư ích kỷ giữ riêng. Mai chết đi sẽ bị thất truyền, đời ý nghĩa là khi sẽ chia. Bài viết số 63, nguyện sống trọn một ngày yêu thương. Bắt đầu một ngày với yêu thương có nghĩa là khi bạn thức giấc vào buổi sáng, bạn mở rộng tâm hồn và tự nhắc nhở mình về ý nguyện sẽ yêu thương mọi mối quan hệ trong đời mình.
sống trọn một ngày trong yêu thương, có nghĩa là những chọn lựa và hành động của bạn bắt nguồn từ quyết tâm sẽ yêu thương, nhẫn nhịn, tử tế và hòa nhã. Điều này có nghĩa là bạn sẽ giữ cho mọi việc ở đúng như vị trí thật sự của chúng, sẽ không nhìn theo thiên kiến của riêng mình, hoặc sẽ không làm cho chúng trở nên tồi tệ quá mức thật có. Điều đó cũng có nghĩa bạn sẽ chấp nhận những khuyết điểm của người khác cũng như của chính mình. Bạn sẽ cố hết sức hạn chế những phê phán, chỉ trích. Sống trọn một ngày trong yêu thương cũng hàm nghĩa là bất cứ khi nào có thể được, bạn sẽ nỗ lực để sống rộng lượng và ngợi ca cuộc sống, khiêm tốn và chân thật. Kết thúc một ngày trong yêu thương có nghĩa là bạn bỏ ra đôi phút cuối ngày để suy ngẫm lại và biết ơn cuộc sống. Bạn có thể đọc một lời cầu nguyện hoặc chỉ cần ngồi yên tĩnh. Bạn có thể ôn lại một ngày qua và thử xem những chọn lựa và hành động trong ngày của mình đã đạt đến đâu so với mục tiêu sống yêu thương mà mình theo đuổi. Bạn làm điều này không phải để giữ điểm hay để khắt khe với chính mình, mà chỉ đơn giản là để cảm nhận cảm giác thanh thản có được từ cách sống yêu thương, để thấy được những gì bạn có thể làm với sự yêu thương nhiều hơn nữa trong ngày sắp tới. Ai về gạn đục khơi trong sẽ nghe từ ai bên lòng nở hoa, sẽ thương yêu cõi ta bà, vòng tay ôm trọn hẳn xa hữu tình. Bài viết số 64. Bên đời mưa nắng, thương thì rác bỗng thành hoa, ghét dù hoa đẹp chỉ là rác thôi. Thương thì vật hóa ra người, ghét người xem chẳng khác loài vật kia. Thương xa cách mấy cũng kệ, ghét bên cạnh vẫn sơn khê ngàn trùng. Bởi thương bởi ghét vô cùng nên nghìn duyên nghiệp mịt mùng nối nhau. Vui thì hoa héo tươi màu, buồn dù rộn tiếng cười sau vẫn buồn. Vui đời bóng đẹp lạ thường, buồn ngồi trên đỉnh đế vương lạnh lùng. Vui ngồi hát giữa vô thường, buồn nhìn quanh những tấn tuồng thở ra. Vui nghe chửi giống bài ca, buồn bao tán thán suýt xoa vẫn buồn. Nắng mưa còn có ngọn nguồn, buồn vui nhân thế tâm hồn biết đâu. Vạn duyên theo nước qua cầu, vui buồn thương ghét khổ đau tại mình. Ai không lục dục thất tình, đời yên vui bởi cái nhìn trạm nhiên. Vẫn là sống giữa trần duyên, vẫn lòng sen ngát giữa miền trường ô. Vui buồn muôn kiếp sống xô, đưa vào hết cõi hư vô mỉm cười. Bài viết số 65. Đi đâu mà vội. Này bạn, hôm nay ngày Chủ nhật, bạn đi đâu vội vàng thế? Hãy lại đây, ngồi xuống đây với mình, thư lắng và thở thật nhẹ nhàng. Mời bạn cùng uống trà bình minh nha. Khi ta sống chậm lại, bạn sẽ cảm nhận cuộc sống sâu hơn. Giữa guồng quay vô tận của thời gian, áp lực của cuộc sống, của công việc, người ta bắt đầu thấy chóng mặt, ngột ngạt. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra. Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm.
Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu, và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn. Bốn, tập sống tùy duyên. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống